Anh chị em thân mến, cuộc đời chúng ta dù tin hay không tin, dù làm việc này làm nghề nọ, học hành tất cả, chúng ta cũng chỉ quy về một cái câu trả lời là để làm gì? Đó là để tôi được hạnh phúc. Và hạnh phúc thì Chúa Giêsu xuống thế làm người cũng vì hạnh phúc của chúng ta. Và nếu như để cho mỗi người trả lời hạnh phúc là gì với tôi, thì chúng ta cũng thấy ở giữa đời đó, có những người được ca tụng, ồ, ông này thành công, ông này hạnh phúc, ông này đạt được những cái điều mà cả một cái nhân loại mơ ước. Nhưng rồi bỗng một hôm thì nghe tin ông chết, nghe tin ông vào tù, nghe tin gia tài sụp đổ, tất cả những cái hạnh phúc đó nó bọt bèo quá. Thì Chúa nói với chúng ta hạnh phúc, nhưng mà không phải hạnh phúc như vậy. Tôi đi tìm hạnh phúc giữa trần gian. Tôi tìm nơi bạc tiền, nhưng tiền thì quá bạc. Rồi một ngày thức giấc, tiền bạc bỏ tôi đi, như giấc mộng vỡ tan, hạnh phúc cũng lụi tan. Tôi đi tìm hạnh phúc nơi trần gian. Tôi tìm nơi thế quyền, uy quyền thương đạo điên. Rồi một ngày sẽ tới, thế quyền rời xa tôi, hạnh phúc tựa lan khói, vội tan giữa trời chiều. Hạnh phúc ở nơi đâu, cho tôi mãi đi tìm. Hạnh phúc ở trong ai, cho tôi đổi cuộc đời. Hạnh phúc ở trong người, yêu thương không thù oán. Hạnh phúc ở trong ai, sống khiêm nhu thật thà. Hạnh phúc ở trong ta khi quên mình phục vụ. Hạnh phúc ở trong người trọn đời biết cho đi. Khi ấy Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với 12 tông đồ và dừng lại trên một khoảng đất bằng. Ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Judea, Jerusalem, miền Tyro, Sidon kéo đến để nghe người giảng và xin người chữa bệnh tật. Bấy giờ người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ phải ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả. Anh chị em thân mến, trước khi chúng ta có thể rút ra một vài cái kết luận để cho mình sống đó, thì chúng ta cũng cần đọc cái nghĩa phúc âm một chút để chúng ta xác định lại lời Chúa muốn nói qua tin mừng của Thánh Luca là gì. Trước hết là phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó. Phúc cho các ngươi bây giờ những người là đói, khát. Phúc cho các ngươi bây giờ phải khóc lóc. Điều này chúng ta nếu hiểu theo cái phạm trù con người hôm nay thì rõ ràng rất là nghịch với những cả một cái khát mong nhân loại.
đang đi tìm đi cùng nhau để mà xóa cái nghèo đói, xóa cái đói khát này đi, thì chúng ta phải hiểu làm sao? Chúng ta nhớ là cái nghèo đói, cái đau khổ đó, nó là một cái thân phận và một cái lĩnh vực phạm trù kinh tế. Và vì thế giáo hội cũng đang cùng với cả nhân loại để làm sao cho con người thoát nghèo, để cho con người không còn đói, để cho con người ăn no mặc ấm được, thì làm sao mà đó là phúc được? Nếu phúc vậy thì giáo hội cần gì phải làm? Cho nên chúng ta phải hiểu Chúa Giêsu muốn nói đến cái nghèo để đưa đến một cái nhân đức, chứ không phải là một tình trạng kinh tế. Vì tình trạng kinh tế thì nó lại là xúc phạm đến nhân phẩm con người. Chúa tạo dựng mọi sự tuyệt vời trên thế giới này thì đó là cho con người mà. Cái giàu có vinh quang của cái vũ trụ này là Thiên Chúa tạo dựng cho con người. Cho nên không thể hiểu đây là cái nghèo vật chất, rồi nghèo kinh tế mà phúc Chúa không muốn nói cái lĩnh vực này. Cho nên cái nghèo khó mà để trở thành một nhân đức mà giúp cho con người mở ra trước vũ trụ lớn lao để nhìn ngắm lại bản thân nhỏ bé của mình, biết mở ra trước Thiên Chúa, trước tin mừng, đó mới là điều mà Chúa Giêsu nói là phúc. Cho nên phúc cho những các ngươi là những người nghèo khó. Ở đây chúng ta cũng học một chút về cái nghèo về vật chất, nó cũng có những cái bài học riêng của nó. Chẳng hạn như là chúng ta vào một gia đình nghèo, với nghèo quyền, nghèo vật chất, thì cái lòng của họ, họ mở ra, họ có thể tiếp nhận những lời người khác góp ý, họ có thể tiếp nhận những cái điều tốt của người khác để bổ túc cho họ. Cái nghèo nó mở ra để làm cho người ta dễ dàng chấp nhận anh chị em hơn. Rồi với cái nghèo để đưa đến niềm tin, đó là tôi nhận thức mình là nghèo thì tôi tựa vào Thiên Chúa là đấng toàn năng, là sự giàu có của đời tôi. Và ý nghĩa của đời tôi không phải là tôi đặt cái vật chất như là tất cả, mà tôi đặt Thiên Chúa, sự sống của niềm tin mới là tất cả. Cho nên ở đây chúng ta cũng hiểu một chút cái từ để khỏi bị lẫn lộn ở giữa một cái người ta đọc không có hiểu đâu. Ồ, nghèo là có phúc thì sao không nghèo đi? Cái đó chúng ta là những người có hiểu biết một chút thì chúng ta bỏ đi cái cách có lẽ là châm biếm nhau như vậy. Hoặc là ở đây chúng ta không phải là cái người giàu là cái người vô phúc đâu. Chúng ta cũng nhớ là ví dụ như là ông Bill Gates hay là ông Warren Buffett chẳng hạn, thì chúng ta thấy họ làm gì. Chẳng hạn như họ để một cái số rất là lớn gia tài của họ cho những việc thiện, cho những nghiên cứu về thiện hảo nhân loại, thì ai bảo họ là những người khốn đâu. Và ngược lại, cũng có những người mà ăn không no mà không ấm, nhưng mà vẫn giành giật nhau để mà chiếm hữu cái này, ăn trộm cái nọ, thì ai bảo nghèo là có phúc đâu. Cho nên chúng ta cũng gạt bỏ đi cái lối mà hiểu theo cái nghĩa chữ đen là khốn cho cái người là người giàu, để rồi chúng ta nhìn những người giàu thì chúng ta lại cho đó, ồ đó là lời chúc chứ không phải như vậy. Hoặc là những người no nê đầy đủ là người thế nào? Giáo hội với mọi nhân loại làm sao để cho người ta đủ ăn đủ mặc thì làm sao mà gọi là khốn? Nhưng mà cái no đủ ở đây chúng ta thấy rằng là tôi không cần gì nữa, tôi không cần đến ai, tôi không cần mở tương quan với ai nữa. Đó mới là cái khốn của người nghèo mà Chúa muốn đề phòng của chúng ta. Hoặc là những người đang vui cười hôm nay, hoặc là chúng ta thấy những cái giá trị mà hôm nay chúng ta đang còn vui cười, đang còn đó là một cái tình trạng của một cái tâm hồn nhẹ nhàng bình an. Cho nên Chúa không có đưa ra để mà lên án những cái điều mà con người vốn đang tìm kiếm. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng thấy khi mà Chúa nói kẻ phải khóc lóc, phúc cho người phải khóc lóc, không lẽ là khóc vì cái gì? Khóc vì sự công chính không được thể hiện, khóc vì cái sự thật mất đi, khóc về những cái giá trị con người, những nhân phẩm bị chà đạp. Đó là cái khóc mà Chúa nói phúc cho các người. Chứ còn mà khóc theo cái kiểu mà để mà hành hạ lẫn nhau rồi vì tội lỗi, cái đó nó không phải gì là để cái phúc đó cả. Cho nên chúng ta phải hiểu Chúa Giêsu muốn nói phúc vì nghèo, phúc vì bây giờ phải đói, phúc vì bây giờ phải khóc lóc. Chúng ta phải hiểu theo nghĩa đó là trở thành một nhân đức để cho người ta nhìn lên Chúa là
cái nguồn cậy trông của chúng ta. Nhìn lên Chúa là cùng đích của chúng ta. Còn nếu mà cái hạnh phúc bọt bèo theo kiểu thế gian á, nay còn mai mất, hôm nay thì người ta tôn vinh làm vua, ngày mai thì là một tội phạm, cái đó nó không phải là một cái điều mà Phúc Âm muốn nói đến. Cho nên hôm nay chúng ta lắng nghe lời Chúa. Chúa nói với chúng ta phúc cho các con khi mà nhận ra được rằng là thân phận mình nghèo khó. Và chính vì cái nghèo khó này, chúng ta sẽ không có cố chấp ở trong quan niệm, ở trong cái vốn liếng nhỏ hẹp của mình, mà chúng ta mở ra trước chân lý, mở ra trước tin mừng, mở ra trước cái có thể nói là một cái phá đổ mà theo tập tục thói quen, theo những cái tâm thức của con người, mà chúng ta mở ra để cho Chúa dẫn chúng ta đi. Đó cũng là con đường mà các thánh, rất nhiều vị thánh, những vị thánh giàu có khi ở trần gian, hoặc là những người mà tay trắng không có gì, tất cả các ngài đều gặp được nơi Chúa một sự viên mãn trong đời sống hạnh phúc, trong đời sống ý nghĩa cuộc đời hôm nay và cuộc sống mai sau. Xin Chúa cho tất cả mỗi người chúng ta nhận ra được, nếu chúng ta còn bị vướng bận tất cả những cái quan niệm hạnh phúc nơi trần gian là thế nào, thì hôm nay lắng nghe lời Chúa nói để chúng ta dám chọn Chúa, dám đi con đường Chúa đi, để chúng ta đạt được hạnh phúc và chúng ta cũng tránh đi những cái bất hạnh có thể ngay từ bây giờ khi mà chúng ta cho đời này là tất cả. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta để chúng ta biết chọn lựa cho khôn ngoan. Amen.